À, xin chào bạn Toto. Thì video này chúng ta sẽ tiếp tục tới cái gì ta? Cái thành phần giả nè bạn. Video trước ta vừa xong cái việc mà mệt mỏi. Cái vụ mà lớp giả này nó rất là nhiều cái trường hợp ha. Giờ chúng ta sẽ tới cái thành phần giả nè. Rồi. Thì cái này nó đơn giản mà nó chỉ có 3 4 4 5 tùy chọn gì à. Ok, bạn sẽ xem như đây nè. Thứ nhất là first letter. Lưu ý ha, cái này nó khác cái kia là cái này nó tới hai cái lần dấu chấm lận. Còn cái kia chúng ta là cái lớp giả là pseudo last đó, là chỉ có một cái hai chấm ha. Còn này cái hai chấm. Rồi, thì cái này á, thì nó sẽ có nhiêu ta? Có 5 trường hợp nè. Vô thẳng vô cái ví dụ luôn sẽ bạn dễ hiểu. Cái nhất là cái first letter. Rồi, nó nhanh luôn đi. First letter là cái ký tự đầu. Ký tự đầu bạn. Còn cái first line là cái dòng đầu. Selection nó là cái đối tượng đang chọn. Còn before là cái ở chọn ở phía trước, after chọn phía sau. Rồi, nhanh vậy đi ha. Giờ ta xin tích vô trong cái ví dụ là hiểu liền. Ví dụ như đây là nó sẽ chọn ra ký tự đầu tiên nè. Mà thấy chưa, cái chữ lập trình là nó sẽ chọn cái ký tự đầu tiên nó tô màu đỏ vậy thôi. Là cái này là gì bạn? First letter. Đọc là letter ha. Đây nè bạn. Thì bạn cứ hình dung là có dấu hai chấm. Nhưng mà sau này nó để cái một cái dấu hai chấm ta, trong khi cái trên website này nó lại để hai cái dấu hai chấm nha. Hay là nó đánh sai ta? Rồi giờ ta làm thử đi. Như tao lấy ví dụ ha, làm thử bên cái Dreamweaver tao coi cái này là sao. Này là gì ta? Cái này tao đang bên đây, tao đang đánh cái chữ đường link nè. Tao xóa đi. Như tao để chỉ duy nhất một cái tiêu đề đây, mà thấy không? Có cái tiêu đề H2 nè, cho H1 đi. H1 nó to bạn ha. H1 là cái chữ là tôi ghi đang học CSS nè. Ví dụ như như chữ to đi bạn. Ok, tao đang học CSS. Rồi, H1 tao có cái dòng này qua CSS đây, tao thử định dạng nó coi nó làm sao. Rồi giờ tao xóa hết những cái gì có vào trong CSS đi. Rồi, tao sẽ chọn cái gì? Chọn ra là cái dòng đầu tiên của đó thì bạn sẽ chọn cái gì bạn? Đầu tiên là xác định đối tượng chọn. Xác định chọn của tôi nãy bên kia tôi để chữ gì ta? H1 đúng không? Thì mình sẽ ghi H1. Rồi, sau đó là dấu hai chấm. Rồi sau đó ta cho cái dòng đầu tiên thì ta ghi cái chữ first gì bạn? First nè. Ý, hình như là tôi thiếu cái chữ first là FI rồi first rồi first first gì bạn first letter ha. Ok rồi, mở ngoặc nhọn ra rồi đó bạn, hai chấm first letter. Rồi sau đó là bạn muốn định dạng gì thì bạn đánh vô trong đây, vô tôi định dạng cho nó là cái chữ là color hai chấm red thử đi. Rồi đó, bạn thấy chưa? Nó chia định dạng cho nó chọn đúng đó. Đầu tiên là chúng ta sẽ chọn chọn gì bạn, chọn first letter là cái ký tự đầu tiên ha. Lưu ý chỉ là cái ký tự đầu tiên thôi chứ không phải là cái chữ. Thì cái ký tự đầu tiên của tôi là cái chữ T nè bạn, thấy không? Ký tự đầu tiên là tôi là cái chữ T nè, thì nó sẽ được định dạng là color red là màu đỏ. Ok ha, cái này nó đơn giản lắm, chỉ vậy, đơn giản vậy thôi bạn. Rồi còn cái first line là cái dòng đầu tiên, nhưng mà tại sao cái này là dấu hai chấm nó vẫn hiểu ta, là trong khi cái hướng dẫn này nó ghi cái dấu hai lần hai chấm lần. Tôi cũng biết là tôi thử để nó hai lần hai chấm thôi. Ok, tao hỏi thử hai lần hai chấm để thử cái màu khác đây, mà thử màu xanh dương blue coi. Thấy chưa? Sao tao không biết sao nó lại hiểu nữa? Có khi hai chấm hai lần hai chấm hay có khi là hai lần một chấm của tôi không hiểu nữa. Tại vì tôi cũng mới học cách đây vài ngày bạn. Rồi, mình tiếp tục ha, tiếp tục tiếp theo tới cái first line là cái dòng đầu tiên. Đây ví dụ người ta để hai lần hai chấm nè, nó khi có hai lần một chấm là sao tôi không biết nữa. Rồi, giờ tao làm thử nguyên cái dòng đầu tiên mà ha. Thì dòng đầu tiên là gì bạn? Line gì? First line. Thì sửa cái letter là cái ký tự thành cái chữ line là cái dòng. Anh thấy chưa? Thì nguyên cái dòng đầu tiên của tôi là. Nhờ tôi có nhiều dòng á thì nó là nhiều dòng của này, nó chỉ có duy nhất một dòng thôi. Nhiều tôi sẽ copy cái gì đi bạn? Tôi sẽ copy cái này ha, giả sử tôi lấy đại của anh ta nè. Lấy cái văn bản này. Rồi sau đó tôi anh thấy chưa? Nó sẽ có rất là nhiều dòng, nhưng mà đặc biệt mà nhìn trên màn hình chỉ có duy nhất cái dòng đầu tiên là nó được tô màu xanh dương thôi. Ok ha, làm ta thêm cái cú pháp gì? Cú pháp là first line hai chấm first gạch line là chọn cái dòng đầu tiên hết, chỉ đơn giản vậy thôi đúng không? Dễ ha, nãy là ký tự đầu tiên giờ tới dòng đầu tiên. Tiếp tục tới cái gì bạn? Tới selection, cái là cái đối tượng đang chọn, như là đối tượng đúng không ta? Coi cái diễn giải đây đúng rồi, vùng cái đối tượng mà văn bản mà đang quét bo đen giống như tôi đang bo đen nè, thì nó sẽ là đối tượng đang chọn nó. Rồi ta làm thử ra. Hôm nay ta sẽ hai dấu hai chấm này ta sẽ thay thế bằng gì bạn? Cái first line thay thế bằng cái chữ selection, là tiếng dịch tiếng Việt là đối tượng đang chọn á, cái dùng chọn á. Coi đúng không?
Nó mất tiêu rồi, đây nè, đúng rồi. Rồi tao chọn thử bạn ạ. Tao chọn thử nè. Mà thấy chưa, hiện tại không có cái nào nó tô màu xanh hết. Giờ tao chọn thử cái nào coi nó có tô cái dòng mà tao đang chọn màu xanh không. Sao biết được ta? Tại người ta đang chọn cái nào đó thì cái đó nó tự động nó quét cái màu xanh luôn rồi. Còn nếu không biết đó thì sao? Giờ các bạn Ctrl S bằng lưu đi. Tôi mở thử cái file gì ta? Cái file HTML của tôi coi sao. Để tôi mở cái file HTML bằng cái trình duyệt Google Chrome á. Đây nè, tôi quét thử. Tao quét thì nó ra cái màu xanh này thì làm sao mà tao biết được cái tao đang chọn cái gì ta? Để tôi dùng cái ví dụ để cho nó dễ hiểu. Thì đang quét chọn thì nó sẽ tô cái gì ta? Đây coi người ta làm gì? Cái nền màu vàng mà cái chữ thì màu đỏ. Ok ha. Tao sẽ làm bắt chước người ta nữa. Tao sẽ khi tao quét chọn thì cái chữ nó sẽ cho nó màu đỏ đấy bạn. Rồi. Giờ cái background nó sẽ là màu 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 gì? Màu vàng giống như của người ta đi. Cho nó nổi bật lên thôi. Bạn sẽ tới kiếm tổ chữ background color 2 chấm yellow là màu vàng đúng không? Đúng rồi. Rồi xong. Giờ ta sẽ làm thử giống ta. Khi ta quét chọn thì sao bạn? Hình như là nó không đúng mà. Vậy là cái chỗ này là hai cái dấu 2 chấm mới đúng nè. Đây ta làm thử hai lần thấy 2 chấm ha. Nó đúng rồi đó bạn. Vậy là đúng ra cái chỗ này phải điền cái dấu 2 chấm mới đúng. Bạn thấy không? Dấu 2 chấm mà hai lần á, ý tôi nói hai lần á. Chứ một lần là không đúng ha. Vậy cái này là phải là dấu 2 chấm hai lần. Lưu ý ha, những trường hợp này dấu 2 chấm hai lần mới hiểu. Rồi, vậy là chúng ta đang ở cái trường hợp là đối tượng tao đang quét chọn là đó, là đang quét chọn là xịt xanh nè. Rồi. Như là cái đối tượng nào tao đang quét chọn thì nó sẽ được tô cái chữ màu đỏ và cái nền nó sẽ là màu vàng. Nè, tao quét thử ha. Bây giờ tao quét tới đâu thì nó sẽ là nền màu vàng và cái chữ màu đỏ. Ok ha. Rồi. Vậy chỉ đơn giản như thôi bạn, chỉ là định dạng đơn giản như thôi. Chủ yếu là chúng ta học để biết được cái cách là nó xác định cái đối tượng nào đang là nằm trong cái vùng chọn của chúng ta. Trong trường hợp này cái vùng chọn của ta chính là cái viền vùng chúng ta đang quét luôn. Là chúng ta sử dụng cái thuộc tính selection ha. Nhớ. Rồi, những cái website trước những gì ta? Những cái thuộc tính trước thì bạn phải nhớ ha. Cái đối tượng vùng chọn là ví dụ như di chuyển chuột lên đối tượng nào đó là hover, còn kích hoạt là active, còn khi bị kích hoạt là visited là cái đường link. Nó ta phải nhớ hết những trường hợp đó. Rồi. Trường hợp này là chúng ta sẽ quét chọn. Ok, rồi đơn giản nên ta sẽ nhanh nhanh qua bạn ha. Ta sẽ tới hai cái trường hợp cuối, nãy giờ là ba cái lên đầu nè. Còn hai cái cuối là before after chắc cũng dễ. Before là đối tượng trước, after đối tượng sau. Nghĩa là nó chọn hết những đối tượng nằm phía trước là before, còn chọn hết những đối tượng nằm phía sau là after. Rồi làm thử cái này chắc cũng dễ mà. Before là bạn lấy ví dụ thử before ha. Rồi, chúng ta sẽ thấy cái gì? Bạn sẽ thấy là cái đối tượng đang chọn là cái gì ta? Đang chọn chúng ta là cái đối tượng mà tài liệu học lập trình web nè. Nó phía trước nó là chọn cái chữ hello nè, ta sẽ cho cái phần phía trước nó được định dạng là cái gì? Được tô màu vàng ha, chữ đỏ tô màu vàng vậy thôi. Giờ tôi làm thử bạn ha. Giờ tôi làm sao ta? Giờ sẽ xử như tôi tôi quay lại bên HTML thử các bạn. Tôi xóa bớt đi bạn. Cái này tại nãy tôi hướng dẫn các bạn chơi chơi nên tôi copy quá nhiều rồi, tôi xóa hết cái này đi. Nó chỉ còn cái chữ tôi đang học sẽ hết rồi. Rồi, giờ giả sử như tôi làm gì? Tôi thêm thử một cái dòng y chang gì coi nó có ra cái gì không bạn. Tôi sẽ copy thêm một cái dòng ha, nhìn kỹ nè, tôi có hai dòng. Rồi tôi giả sử tôi ghi cái chữ cái đầu tiên cái này là dòng dòng 1 đi. Rồi dòng 1. Ok ha. Rồi, cái đầu tiên là H1. Cái thứ hai là H2. Rồi bạn nhìn kỹ ha, H1 là dòng 1 còn H2 là cái dòng thứ hai đó là tôi đang học status đó. Rồi, giờ ta qua bên đây ta định dạng thử coi áp dụng thử coi nó hiểu không. Rồi đầu tiên là cái ta định dạng gì bạn? Là ta định dạng cái H2 đi. Ta xóa hết cho nó mau ha. Rồi, ta sẽ chọn những cái gì mà nằm phía trước H2 thì ta lấy hai chấm, hai lần hai chấm, dùng cái chữ before. Ok ha. Rồi sau đó. Rồi sau đó bạn mở một nhọn ra rồi enter xuống dòng rồi nhập cái gì? Nghĩa là tôi muốn làm á là cái tất cả những cái gì phía trước của H2. H1 là cái này ha, H2 là cái dòng thứ hai nè. Tất cả những gì trước H2 nghĩa là H1 đó thì sao bạn? Thì nó sẽ được cái tô màu vàng. Giả sử tôi đại làm lại cái background color đi bạn. Làm lại cái nào cho nó dễ dễ cho nó dễ hiểu đi. Màu yellow ha. Rồi xong. Có gì xảy ra không? Kết quả là không có gì xảy ra ha. Ý tôi muốn làm là tất cả những gì trước phía nằm before là phía trước nè, phía trước của H2. H2 chính là cái gì bạn? Chính là cái dòng này. Thì nó sẽ được định dạng màu nền là màu vàng và bạn thấy kết quả là không gì xảy ra, tại sao vậy?
tại vì nó tính theo trên một dòng thôi vậy. Còn cái này là quay cái dòng khác, là dòng H1 là cái dòng khác rồi, nên nó không hiểu. Bạn thấy không? Bạn nhìn cái review kết quả ở đây nè. Người ta làm trên một dòng. Rồi nên cho nên chúng ta sẽ quay lại. Chúng ta không có chơi được cái kiểu này. Để tao thử thêm một cái cách khác nữa bạn. Thử cái này tao không có dùng H nữa, tại vì H nó là nguyên một cái khối rồi. Vô ta dùng viết liên tục mà. Viết liên tục thì chúng ta dùng cái gì ta? Dùng cái dùng expand hay gì đi bạn ha. Expand đi. Rồi. Ok. Span này vô tôi ghi là cái chữ xin chào đi. Rồi sau đó tiếp tục tôi sẽ sử dụng thêm một cái thẻ liên tục nữa. Rồi xin chào các bạn, nãy giờ tôi cố tình ghi đó thì kết quả mình thấy là cái ghi chữ xin chào các bạn, như sử dụng chỗ này tôi có cách khoảng cho nó đẹp đẹp tí. Rồi xin chào các bạn, mà nhìn thấy không, xin chào các bạn tôi ghi trên đây rồi ha. Cái bố tất cả gì bố đi trên đây tôi sẽ cho cái phông chữ to lên tí đi bạn. Cái này không quan trọng ha, tại vì tao muốn làm cái phông body á cho nó to lên cho bạn dễ thấy thôi, chứ cái này không quan trọng. Còn bỏ qua cái này cũng được. Rồi, tao cố tình làm cho nó to hơn thôi. Ok hết chưa? Rồi, như quay lại cái vấn đề của ta là tao đang cố tình thêm hai cái vùng span là một cái vùng là xin chào, một cái vùng span là các bạn, mà thấy không? Đó, hai cái vùng khác nhau ha, trên cùng một dòng. Thì giả sử như cái span đầu á tôi đặt cái ID nó là gì bạn? Tôi làm ví dụ demo thôi, ví dụ như ai đâu đi đầu tôi đặt tên nó là cái vùng 1 đi. Rồi ok ha, đúng không ta? Cái ID này có cần trong những nhét kép không ta? Tại vì tôi tự nhiên tôi làm cái tôi quên ta, như là có trong cái chữ nhét kép gì á, tự nhiên cái tôi cũng quên đó. Rồi làm thử đi. Vậy tôi nên là vùng 2 bạn ha. Cái đầu ta sẽ đặt tên là vùng 1. Ví dụ thôi, hào hảo đây, nghĩa là cơ bản ta sẽ có hai cái vùng, vùng 1 và vùng 2. Rồi, rồi sao nữa? Rồi qua đây ta thử định dạng thử coi. Là cái định dạng theo cái cách mà nãy ta làm á. Ví dụ như ID thì chúng ta sẽ sử dụng cái thẻ thăng đúng không? Thăng vùng 1. Rồi. Rồi sao nữa bạn? Rồi ta sẽ làm định dạng hai lần, dùng cái chữ before đi. Ta muốn là ở phía trước cái vùng vùng này vùng 2 đi ha. Ở trước vùng 2 nè. Rồi thì sao bạn, thì nó sẽ được định dạng cái gì, định dạng tô màu nền là màu vàng hay dụ gì đi, background color đi, yellow là màu vàng nó. Rồi bạn thấy điều gì, nó cũng không có hiểu luôn bạn, tại vì nó tính như là chung một vùng hay sao đây nè. Tôi ý tôi muốn là cái gì phía trước vùng 2, nghĩa là cái đó là chính là cái là vùng 1 nè. Vùng 1 là chữ xin chào đó, nó sẽ được tô màu vàng. Nhưng mà sao nó không hiểu, cái này hàm này tôi cũng chưa dùng nhiều, tôi cũng chưa biết nữa. Còn bên đây tại vì người ta thêm một cái nội dung là content ở phía trước cái chữ này nè thì nó được tô màu vàng. Ok ha, làm theo người ta thử cũng được, để tôi làm thử theo người ta coi. Nghĩa là giả sử như người ta có một cái nội dung nào đó, dù nội dung là cái chữ B nè. Này, rồi ví dụ tôi đánh cái chữ xin chào các bạn đi. Rồi thì ta giả sử người ta có nội dung là một cái chữ B rồi đó. Rồi sao nữa? Rồi sau đó người ta qua đây người ta tạo cái vùng chọn cái chữ B đó, ví dụ đánh chữ B đó. Rồi đó người ta làm before, nghĩa là chọn cái vùng mà phía trước cái chọn cái vùng phía trước cái thẻ B này. Rồi sau đó người ta muốn định dạng cái gì người ta sẽ nhập vô đây. Ví dụ như người ta định dạng là gì, là background đi, background color là màu vàng. Rồi ok ha. Rồi thì cái vùng phía trước cái chữ mà xin chào các bạn này nó sẽ được tô màu vàng, nhưng mà do hiện tại phía trước này nó không có gì hết bạn nên nó không hiểu, nên người ta sẽ cố tình nhập thêm cái nội dung là cái content nè. Mà thấy cái đây có cái thẻ content nè, có cái thuộc tính content nè, nó như là cái vùng trước của cái chữ bị của cái nội dung xin chào các bạn đó, người ta bổ sung thêm một cái dòng nào đó, ví dụ như ta bổ sung content là hello hay gì đi, tôi lấy ví dụ ha. Ok xin lỗi, kết thúc của cái không phải. Rồi bạn thấy chưa? Thì ra là vậy. Có nghĩa là nó sẽ định dạng, xác định cái vùng chọn của chúng ta dựa trên cái before, có nghĩa là đối tượng nào nằm phía trước cái thẻ B. Thẻ B là nguyên cái này nè. Đó. Nhưng mà hiện tại chúng ta chưa có gì nằm ở phía trước cái này hết. Cho nên chúng ta nhập cái content này vô. Nghĩa là nó hiểu chúng ta là cái vùng phía trước của chữ B, ta sẽ thêm cái nội dung hello vô. Chỉ đơn giản như thôi bạn. Nhập cái vùng vừa thêm cái chữ hello đó, nó sẽ được cái tô màu nền là yellow. Bắt ra color là màu vàng á. Ok ha. Rồi nó hơi phức tạp tí mà không sao, làm từ từ chúng ta sẽ hiểu rồi.
đại khái nó sẽ định dạng before là phía trước cái vùng ta đang chọn, cái vùng cái chữ B nè. Phía trước của cái chữ xin chào các bạn thì cái vùng đó nó sẽ được định dạng cái gì? Trong trường hợp này là định dạng là tô màu nền là yellow. Nhưng mà chúng ta thêm cái content hello vô cho nó có được cái khoảng cách. Ok ha. Bạn hãy làm tương tự vậy bằng cách là bạn bạn làm gì? Bạn thêm y chang vậy mà bạn làm thêm cái chữ after định dạng ở phía sau nó coi sao. Vô ta thêm cái chữ after coi. Rồi. Phía sau của cái chữ mà xin chào các bạn á là phía sau có thẻ B á nè. Phía sau thẻ B là xin chào các bạn nè. Bạn muốn làm gì trong đó? Ví dụ như tôi sẽ thêm một cái content nữa đi. Nếu như như bạn tôi thêm cái chữ chú ý anh thêm cái gì phải thêm dấu nháy kép vô. Ví dụ như là học sĩ đó. Rồi, đó, như là sau lưng đúng không? Tôi mới vừa thêm đó em, sau lưng nó sẽ thêm cho tôi cái chữ là học sĩ liền. Rồi, bên cạnh đó thì tôi tô cái màu vàng đi cho bạn thấy cho nó nổi bật lên thôi chứ không gì. Lưu ý là người ta làm á xong là kết thúc cái một cái thuộc tính nào đó tao thêm dấu chấm phẩy. Đó, ok ha. Rồi. À, bạn hiểu không? Rồi, before là cái phía trước này ta định dạng màu vàng là chữ hello, còn cái sau lưng cái chữ B này ta sẽ là cái chữ học CSS đó, đó. Thì ta cũng sẽ định dạng cái chữ định dạng màu vàng là cái chữ học CSS nè. Ta thêm cái tùy chọn là after. Đại khái là chúng ta muốn xác định một cái đối tượng nào đó, cái vùng phía trước nó thì bạn thêm cái chữ before vô. Còn phía sau nó thì bạn thêm cái chữ after vô là xong. Nhớ gì thôi. Ok ha. Rồi kết thúc được cái phần mà cái này người ta gọi là pseudo element, nghĩa là cái thành phần giả. Lưu ý ha, nó có cái dấu hai chấm hai lần ha. Dấu hai chấm hai lần chứ không phải là bên cái pseudo last là dấu chấm hai dấu chấm một lần. Ok ha, video này chỉ có vậy thôi. Rồi đâu sau ta sẽ còn còn cũng khá nhiều bạn gắn lên. Rồi tôi kết thúc video này đi. Tôi là Tú đã dẫn các bạn trên trang web là www.fantu.com. Hẹn lại các bạn.